Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2 bắt đầu từ tuần tới tại đảo Wight, ngoài khơi Duyên Hải miền Nam. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ của một đợt bùng phát dịch mới ở nước này. Khoảng 80.000 hộ gia đình trên đảo Wight sẽ được yêu cầu tải một ứng dụng trên điện thoại thông minh bên cạnh các biện pháp truyền thống để truy vết những người đã có tiếp xúc với trường hợp dương tính. Đây được xem là biện pháp thiết yếu nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát mới và tạo điều kiện để dỡ bỏ phong tỏa, đã kéo dài gần 6 tuần qua tại Anh. Tuy nhiên, Giám đốc Y tế Quốc gia Anh cho biết chỉ riêng cơ chế này là không đủ để kiểm soát dịch. Đến nay, Anh đã ghi nhận gần 28.500 ca tử vong, con số cao thứ hai ở châu Âu sau Italia.